Điều đặc biệt nhất trong video này tôi muốn chia sẻ lan tỏa cho bà con là tôi đang có chương trình là mua 10 tặng 1 cho bà con. Đấy, hoặc là tôi sẽ cho bà con mượn giống. Khi bà con mà chưa đủ tự tin chăn nuôi, bà con mới bắt đầu chăn nuôi thì tôi sẽ cho bà con mượn giống để bà con về bà con chăn nuôi thử. Chồn hương và chồn mốc là hai giống vật nuôi hoang dã có giá trị kinh tế cao. Vậy làm sao để chăn nuôi thành công hai loài vật nuôi này? Thì trong video này, anh Nguyễn Văn Trường là chủ trại chăn nuôi và bảo tồn các loài động vật hoang dã tại xã Chi Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội sẽ chia sẻ về cách chăn nuôi và hiệu quả kinh tế của chồn hương và chồn mốc. Mời bà con cùng theo dõi. Xin chào toàn thể quý bà con, quý anh chị thân mến. Tôi là Nguyễn Văn Trường và hiện tại tôi đang đứng tại cơ sở chăn nuôi con chồn hương và con chồn mốc nhà mình có địa chỉ tại xã Chi Trung, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và hôm nay tôi xin giới thiệu tới quý bà con mô hình chăn nuôi con chồn hương, chồn mốc này nhà tôi và cái giá trị nó đem lại kinh tế cho bà con sau này sẽ như thế nào. Nói về lý do chọn chăn nuôi chồn mốc và chồn hương, anh Trường cho biết trước đây anh làm nhà hàng và nhận thấy rằng thị trường tiêu thụ chồn rất lớn mạnh và anh đã quyết định khởi nghiệp chăn nuôi chồn hương và chồn mốc. Thêm một lý do nữa là thức ăn của chồn chủ yếu là hoa quả như chuối chín, đu đủ, thanh long, dưa hấu nên chi phí thức ăn rất rẻ. Quý bà con nào có nhu cầu tìm hiểu chăn nuôi chồn hương và chồn mốc thì hãy đến trực tiếp trại anh Trường tham quan học hỏi. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Chăn nuôi các loài động vật hoang dã thì không còn xa lạ gì với bà con rồi. Và đặc biệt là con chồn hương và con chồn mốc thì hiện nay thì những con động vật này cũng thuộc vào dòng động vật 2B rồi. Đang được chính phủ, nhà nước gọi là cho phép gọi là gây nuôi và phát triển. Đấy, từ đó bà con thấy yên tâm chăn nuôi con chồn hương, chồn mốc này. Và vì sao tôi lại lựa chọn chăn nuôi cả hai dòng chồn hương và chồn mốc? Trước kia tôi làm nhà hàng, cũng từng mở nhà hàng và nhận thấy là cái thị trường về tiêu thụ con chồn này rất là lớn mạnh. Thì từ đó tôi cũng bắt đầu khởi nghiệp về quê chăn nuôi con chồn hương. Đấy, và trong quá trình chăn nuôi một thời gian thì tôi nhận thấy là con chồn mốc này thì từ tập tính sinh hoạt cũng như là cái nguồn thức ăn cũng như là cách chăm sóc và chuồng trại của nó như nhau thì tôi đã quyết định là đầu tư thêm nhân đàn thêm dòng chồn mốc này. Và một điều nữa mà khiến tôi là quyết định nhanh để chăn nuôi những hai con này là về cái thức ăn của nó rất sẵn quanh ta. Thức ăn của con chồn này chủ yếu là các loại hoa quả. Đấy, thì như là quả chuối chín này, quả đu đủ, thanh long, quả dưa hấu. Thì là đặc biệt là quả chuối chín này, con chồn hương cũng như con chồn mốc này rất thích ăn. Đấy, chi phí thức ăn thì nó rất là rẻ. Bên cạnh đó thì cái nguồn thức ăn của nó thì hàng ngày tôi cũng thay đổi cho nó như là cá tươi này, đầu gà, cổ gà cũng như là các loại cháo như cháo gà, cháo cá, cháo băm, thay đổi cho nó hàng ngày. Đấy, và cái điều nữa là về chuồng trại thì bà con đây thấy đây thì tôi cũng chỉ làm những cái khung sắt như này. Đấy, thì bên cạnh đó thì bà con cũng nên làm cho tôi những cái ô gác xép để cho con chồn có thể chạy nhảy lên xuống để từ đó nó có thể vận động, nó sinh trưởng phát triển tốt hơn. Chia sẻ về thị trường chồn mốc hiện nay, anh Trường cho biết khi anh mới chăn nuôi vào năm 2016, giá chồn chỉ khoảng 600-700.000 trên 1kg. Nhưng đến nay, bên trại anh Trường đang bao tiêu với mức giá từ 2,2-2,5 triệu trên 1kg, tùy theo từng thời điểm. Qua đó, chúng ta thấy được rằng giá chồn luôn ở mức ổn định. Nhờ mối quan hệ khi làm nhà hàng, anh Trường đã liên kết với các nhà hàng, resort, khu sinh thái nên luôn có đầu ra ổn định. Chính vì vậy bên anh Trường có nhận bao tiêu đầu ra cho bà con khi bắt con giống về chăn nuôi. Hiện nay thì thị trường con chồn hương cũng như con chồn mốc này không xa lạ gì với bà con. Tuy nhiên là bên cạnh đó có rất nhiều bà con đang quan tâm nhưng bà con vẫn đang thắc mắc hoặc là bà con đang băn khoăn về cái thị trường con chồn hương như con chồn mốc sau này ra sao. Tôi thì cũng bắt đầu từ năm 2016 thì khi đó thì giá trị con chồn hương này cũng như con chồn mốc chỉ 600-700.000 một kg thôi. Và hiện tại thì chúng tôi đang bao tiêu
nó với giá từ 2,2 triệu đến 2,5 triệu trên 1 kg tùy thời điểm. Đấy, từ đó thì bà con cũng thể thấy là cái giá cả con này không bao giờ gọi là sâu bấp bênh. Và một cái điều nữa mà rất nhiều bà con đang quan tâm hiện nay là cái đầu ra của con chuồn hương chuồn mốc này, khi chăn nuôi thành công rồi, sinh nở rồi thì đầu ra nó như thế nào. Và xin thưa bà con thì hiện tại thì trong quá trình chăn nuôi của tôi thì chúng tôi đã liên kết với rất nhiều các nhà hàng, các khu resort, khu sinh thái, để từ đó chúng tôi có thể cung cấp ra thị trường về thực phẩm cũng như là dòng thực phẩm này đang là không đủ. Đấy, thì chúng tôi luôn có hợp đồng bao tiêu đầu ra cho bà con từ 10 đến 15 năm. Đấy, để từ đó là bà con yên tâm về chăn nuôi cũng như là yên tâm về giá cả. Chúng tôi luôn là có hai mức giá cho bà con để bà con lựa chọn. Đó là chúng tôi sẽ bao tiêu theo giá cố định. Đấy, hoặc là chúng tôi sẽ bao tiêu theo giá thị trường hiện tại. Với giá cố định của nhà tôi đang là từ 2,2 triệu trên 1 kg. Và giá dao động theo thị trường sẽ là từ 2 triệu đến 2,5 triệu trên 1 kg. Chuồn hương và chuồn mốc mỗi năm sinh sản 2 lứa, mỗi lứa từ 3 đến 8 con. Thời gian mang bầu sẽ rơi vào khoảng 55 đến 62 ngày. Khi chuồn con sinh ra được 45 đến 60 ngày tuổi, thì anh Trường tách mẹ và tiêm vaccine cho chúng. Bà con nào muốn biết cách ghép phối cho chuồn thì hãy đến trực tiếp trại để được anh Trường tư vấn hoặc liên hệ với anh qua số điện thoại trên góc phải màn hình video. Cả chuồn hương và chuồn mốc thì mỗi năm nó sinh sản cho bà con là 2 lứa, mỗi lứa sẽ trung bình từ 3 đến 6 con. Đấy, thì có thể là 7-8 con, thì cái đấy tùy thuộc vào cái nguồn thức ăn của bà con cho nó ăn như nào, cũng như là cái cách mình phối giống ghép giống nó ra sao. Về quá trình sinh sản cũng như là cách ghép giống phối giống cho nó như nào thì cái đấy thì bắt buộc bà con là phải đến trực tiếp. Đây thì tôi hướng dẫn tận tình đầy đủ chi tiết thì để bà con dễ hình dung hơn. Với cái con chuồn hương cũng như chuồn mốc này thì thời gian mang bầu của nó sẽ từ 55 đến 62 ngày. Đấy, thì có thể sinh sản cho bà con. Và khi nó sinh sản rồi thì tầm 45 đến 60 ngày thì bà con có thể là tách mẹ được cho nó. Đấy, vì sau quá trình tách mẹ thì để đảm bảo chất lượng, sức khỏe cũng như là để cho con giống sau này nó phát triển tốt thì bà con lên tiêm cho tôi vaccine cho nó. Vaccine bà con có thể vaccine là 5-1 hoặc là 7-1 thì là tốt nhất. Đấy, thì khi tách mẹ bà con tiêm cho tôi một mũi đầu tiên và 21 ngày sau thì bà con nhắc lại cho tôi mũi thứ hai. Và kể từ đó nếu bà con cẩn thận thì 6 tháng bà con là tiêm phòng cho tôi thêm một mũi nữa, hoặc là 1 năm bà con tiêm một mũi nữa cho nó để đảm bảo cho nó là không bao giờ bị bệnh tật gì cả. Để giúp bà con chăn nuôi nhanh đem lại hiệu quả kinh tế, hiện nay bên anh Trường có hỗ trợ ghép giống cho bà con. Khi bắt con giống về chăn nuôi, sẽ có chính sách bảo hành về sức khỏe và chất lượng con giống, bảo hành sinh sản đối với con bố mẹ đã sinh sản. Nếu bà con mang về chăn nuôi không sinh sản được hoặc sinh sản kém, trại sẽ hỗ trợ một đổi một cho bà con. Còn hiệu quả kinh tế khi nuôi chồn là bao nhiêu? Mời bà con nghe mức thu nhập mà anh Trường đã đạt được sau đây. Như tôi cũng nói ban đầu đấy, vì con chồn hương này cũng như con chồn mốc, giá trị kinh tế nó đem lại rất là cao. Vì bà con thử tính cho tôi là mỗi năm nó sinh sản 2 lứa và mỗi lứa từ trung bình bà con chỉ lấy cho tôi 4-5 con thôi. Vậy năm thì bà con sẽ được 8 con. Mà 8 con này nếu là chồn hương thì trọng lượng của nó sẽ từ 4 đến 5 cân. Và chuồn mốc, trọng lượng của nó khi bà con xuất bán sẽ được từ 6 đến 8 cân. Đấy, trung bình bà con chỉ lấy cho tôi chỉ từ 2 triệu thôi. Đấy, thì sẽ là một con ít nhất cho bà con là 8 triệu đồng. Đấy, chỉ tôi là chỉ nói thấp nhất thôi. Với 8 triệu đồng đó bà con là nhân với 6 con một năm thôi, cũng là 48 triệu đồng rồi. Bà con trừ chi phí đi cho tôi, mỗi con thì bà con mẹ, chuồn mẹ cũng đem lại cho bà con cái nền kinh tế từ 40 đến 45 triệu đồng trên một năm. Qua đây thì tôi cũng muốn chia sẻ cho bà con, đặc biệt là những bà con mới chăn nuôi hoặc bắt đầu chăn nuôi, khi hoặc là chăn nuôi rồi mà thất bại, thì là nuôi con chuồn hương cũng như chuồn mốc này mà chưa sinh sản. Đấy, thì tôi, trang trại tôi sẽ hỗ trợ ghép giống cho bà con. Đấy, thì chúng tôi khi bà con bắt giống, chúng tôi có chính sách bảo hành cho bà con, bảo hành từ chất lượng con giống, sức khỏe, bệnh tật,
cho đến bảo hành về sinh sản cho bà con. Nếu mà bà con bắt dòng bố mẹ hay của chúng tôi, những con chồn của chúng tôi, nếu sau này mà nó không sinh sản hoặc là sinh sản kém thì chúng tôi luôn bao đổi trả cho bà con một một. Anh Trường cho biết giá chồn hương hiện nay dao động từ 8 đến 10 triệu trên một cặp và chồn mốc là 12 đến 15 triệu trên một cặp, tùy theo tháng tuổi. Nếu bà con có đam mê muốn tìm hiểu chăn nuôi hai giống vật nuôi này, bà con hãy đến trực tiếp trại anh Trường để được tham quan, học tập, thực hành chăn nuôi. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Bên anh Trường có đầy đủ trang thiết bị để bà con có thể ở lại học tập chăn nuôi. Đặc biệt hơn là trại anh có chính sách tri ân khách hàng và hỗ trợ bà con chăn nuôi, đó là mua 10 con tặng 1 con hoặc cho bà con mượn con giống về nuôi thử. Bà con hãy gọi ngay cho anh Trường để được hưởng nhiều ưu đãi nhất. Nolum.net xin kính chúc bà con thành công. Tại trang trại tôi thì tôi có đầy đủ các biểu dòng cho bà con, từ dòng baby mới tách mẹ hoặc là những dòng 4 năm 6 tháng tuổi hoặc dòng hậu bị và dòng bố mẹ sinh sản. Chúng tôi đều có thể cung cấp đầy đủ cho bà con được. Với cái giá trị giống của con chuồn hương hiện nay tại thì chúng tôi đang có giá cho bà con từ 8 đến 10 triệu đồng trên một đôi. Và con chuồn mốc này đang có giá cho bà con từ 12 đến 15 triệu đồng trên một đôi. Nếu bà con thực sự đam mê chăn nuôi con này thì tôi khuyên và mong bà con hãy đến trực tiếp các trang trại để bà con có thể là xem con giống, nhìn con giống trực tiếp. Bà con đến đây tôi sẽ trao đổi, chia sẻ mọi kinh nghiệm chăm sóc cũng như chăn nuôi, cách phòng chống chữa bệnh nó ra sao đấy, cũng như cách ghép giống, phối giống cho nó như nào để đạt hiệu quả chăn nuôi tốt nhất. Khi bà con đến đây thì chúng tôi cũng luôn trang bị cho bà con, kể bà con ở xa, chỗ ăn chỗ ngủ tốt nhất để bà con có thể yên tâm, có thể bà con ăn ở lại từ 5 đến 10 ngày để bà con chăn nuôi cùng chúng tôi, bà con trải nghiệm. Và điều đặc biệt nhất trong video này tôi muốn chia sẻ lan tỏa cho bà con là tôi đang có chương trình, nhất là tri ân khách hàng, tri ân bà con. Thứ hai là để nhằm hỗ trợ và khuyến khích bà con chăn nuôi, hỗ trợ bà con cái đầu vào, thì tôi đang có chương trình là mua 10 tặng 1 cho bà con đấy, hoặc là tôi sẽ cho bà con mượn giống. Khi bà con mà chưa đủ tự tin chăn nuôi, bà con mới bắt đầu chăn nuôi thì tôi sẽ cho bà con mượn giống để bà con về bà con chăn nuôi thử. Trong quá trình chăn nuôi đó thì bà con cảm nhận là con chồn này có phù hợp với mình hay không, có dễ nuôi hay không đấy, mình có nuôi nó phát triển được không, thì bà con bắt giống nhân đàn và nuôi tiếp, còn không thì bà con có thể đem giống trả lại tôi.